Samsung đẩy mình thế khó với Galaxy Note 10, trong khi mạng 5G ở Mỹ và một số quốc gia phát triển trên thế giới đang trong tình trạng khó khăn về kết nối, cũng như chưa có tập người dùng đủ lớn, thì tại Hàn Quốc đã ưu tiên phủ sóng 5G toàn quốc và hơn 1 triệu người hiện đang được trang bị smartphone 5G của Samsung hoặc LG. 5G tại Hàn Quốc phát triển tới mức khiến các nhà sản xuất smartphone phải nhanh chóng chuyển dịch theo bằng cách ưu tiên sản xuất các dòng sản phẩm 5G thay vì 4G LTE như trước đây. Tuy nhiên điều này cũng đẩy một số đơn vị điển hình như Samsung vào thế khó, vì không có đủ các mẫu nốt 10 có kết nối 4G LTE để đáp ứng yêu cầu cung cấp của chính phủ và người dân. Trong một thông báo gần đây, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã trực tiếp yêu cầu Samsung tiếp tục triển khai lắp ráp các mẫu nốt 10 4G, do phần đông người dân vẫn sử dụng mạng 4G LTE và chưa có kế hoạch để chuyển sang 5G. Theo trang S News, Samsung dường như đã ngừng toàn bộ các kế hoạch phát hành điện thoại 4G trong phân khúc cao cấp tại Hàn Quốc, nhằm mục đích tập trung cho sự phát triển của 5G và sẽ mất ít nhất 3 tháng để tái khởi động lại dây chuyền này.